Các bạn đang nghe truyện trò chơi cùng các tiên tử trên kênh TV Audio CV. Chương 539, Khô Diệp Lão Nhân Khô Diệp Lão Nhân, trang 139, xuất hiện tranh vẽ của Khô Diệp Lão Nhân. Một ông lão tóc bạc cầm trượng tre, nụ cười hiền lành, nhìn không giống người trong ma đạo, mà giống một vị lão đại phu từ bi hiền hòa. Nhưng bên cạnh tranh vẽ là những dòng chữ nhỏ ghi chép ngắn gọn về thân phận của người này và thành tích đẫm máu của ông ta. Khô Diệp lão nhân thuộc về Thanh Dương hội, tu sĩ thần du cảnh, tu luyện ma công, bích xà kinh, giỏi dùng độc, chú thuật, phù lục chi đạo, các đệ tử môn phái gặp phải cần mau chóng chạy trốn, không thể đối đầu nếu không đạt đến thần du cảnh trở lên, dưới những dòng chữ nhỏ này là một số thành tích đẫm máu của Khô Diệp lão nhân. Toàn bộ đều là tu sĩ thần du cảnh, thậm chí có một vị tu sĩ tử phủ không may cũng đã chết dưới độc thuật và phù lục của ông ta. Thành tích cường hãng như vậy khiến Lý Mộc Dương lạnh gáy lão quái vật này có thể dùng tà thuật vượt cấp chém giết tu sĩ tử phủ đây đúng là gian lận mà chính lý mục dương dựa vào hệ thống gian lận để tu luyện hiện giờ đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ cũng không dám chắc mình có thể vượt cấp chém giết tu sĩ động huyền cảnh thế mà khô diệp lão nhân lại hoàn thành kỳ tích vượt cấp giết địch còn giết cả một vị tu sĩ tử phủ lý mục dương nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay lòng lạnh toát hồn ma thiếu nữ bên cạnh cũng mở to mắt nói tỷ phu Lão khô diệp này ghê gớm thật. Lần này xem ra ngươi chết chắc rồi, đám người đồng hành với khô diệp lão nhân rất có thể cũng là tu sĩ ma đạo có cùng đẳng cấp thần du cảnh. Dù cho yếu hơn chút, chắc cũng không kém bao nhiêu. Chính hắn lại thu hút sự chú ý của nhiều kẻ điên ma đạo đến thế, thế này thì còn sống nổi không đây? Ban đầu nghĩ rằng vị thị nữ thân cận của Yến Tiểu Như là gì tố, tu sĩ cảnh giới thần du, có thể đảm bảo an toàn cho chuyến đi này nhưng bây giờ xem ra, nếu thực sự khô dịp lão nhân dẫn đám ma đạo điên cuồng đến đây. Dù yến tiểu như tự mình trấn thủ cũng chưa chắc đảm bảo được chiến thắng. Thẩm diệu lo lắng, tỷ phu, làm sao đây? Địch mạnh quá. Lý Mộc Dương cười khẩy, thu lại cuốn sổ, hừ lạnh, không đánh được, chẳng lẽ không chạy được sao, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, bây giờ đối phương còn chưa tới cửa, Lý Mộc Dương tất nhiên phải chạy trước. Đánh trực diện là hành động ngu ngốc, Lý Mộc Dương không dạy gì mà đánh trận không có cơ hội thắng như vậy. Nhưng cách chạy trốn cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Lý Mộc Dương lập tức bước ra khỏi nhà, bảo tỳ nữ đi gọi Lý Nguyệt Thiền và Ninh Phủ Ninh uyển Nhi đến. Hai cô nương hôm nay hẹn nhau ra ngoài du ngoạn, đang được đám bạn thuở nhỏ vây quanh Tôn Vinh. Lý Mộc Dương không hứng thú với mấy trò Tôn Vinh đó nên từ chối đi cùng. Chẳng mấy chốc, Ninh Nguyễn Nhi và Lý Nguyệt Thiền nhận được tin liền vội vã trở về, cả hai đều đầy vẻ khó hiểu. Ca ca, có chuyện gì vậy? Người nói là chuyện khẩn cấp, Lý Nguyệt Thiền vào cửa liền tò mò hỏi. Trong mắt họ, Lý Mộc Dương luôn điềm tĩnh, không bao giờ để lộ cảm xúc, chưa bao giờ vội vàng. Có thể khiến hắn cảm thấy là vấn đề khẩn cấp, chắc chắn là việc không tầm thường. Trước ánh mắt tò mò của Ninh Nguyễn Nhi và Lý Nguyệt Thiền, Lý Mộc Dương liền bảo các tỳ nữ lui ra, chỉ để lại vị thị nữ thần du cảnh là gì tố. Chuyện là thế này, ta nhận được một tin rất uy tín, khô diệp lão nhân của Thanh Dương hội đang dẫn người đến thành cửu nguyên để giết ta. Trước ánh mắt khó hiểu của ba người, Lý Mộc Dương giải thích nhanh, họ nghi ngờ ta là truyền nhân của Thượng Cổ Thi Giải Tiên, nói rằng tu vi của ta tiến bộ quá nhanh, có thể là do nhận được truyền thừa của Thi Giải Tiên. Vì vậy họ muốn giết ta, có lẽ giờ đã trên đường rồi. Lý Mục Dương vừa dứt lời, ba người trong phòng đều sững sờ. Dì Tố nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Thanh Dương hội. Khô Diệp lão nhân, so với Lý Mục Dương, kiến thức về ma đạo của Dì Tố rõ ràng phong phú hơn nhiều. Lý Mục Dương vừa nhắc đến cái tên này, nàng đã cảm thấy áp lực rõ rệt. Ngoài Dì Tố, Lý Nguyệt Thiền và Ninh Viễn Nhi cũng không lạ lẫm gì với Khô Diệp lão nhân. Xem ra ngoại trừ Lý Mộc Dương, mọi người đều đã đọc kỹ cuốn sổ ghi chú của Tông Môn. Ninh Nguyễn Nhi ngạc nhiên hỏi, thượng cổ thi giải tiên là gì? Tại sao đám người đó lại cho rằng Mộc Dương là truyền nhân của thượng cổ thi giải tiên, dì Tố cũng nhìn Lý Mộc Dương, chờ đợi câu trả lời. Lý Mộc Dương cười khổ, giơ hai tay lên nói, cái này ta cũng không biết, người bằng hữu kia chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ từ xa, cũng không dám đến gần. Đám người đó chỉ nói rằng, gần luyện ma tông có dấu hiệu của truyền thừa thượng của thi giải tiên xuất hiện có thể ai đó đã nhận được tà pháp tu luyện của thi giải tiên mà ta tu luyện tiến bộ quá nhanh chỉ trong một năm đã đạt kết đan nên thuộc diện tình nghi lớn nhất và muốn đến giết ta để xem ta có phải là truyền nhân của thi giải tiên hay không lý mộc dương vừa nói xong Ninh nguyễn nhi cười nháy mắt vậy mộc dương không phải sao cô trà xanh này nửa đùa nửa thật thử thăm dò lý mộc dương cười khổ lắc đầu ta thật sự không phải, thực ra uyển nhi ngươi cũng có thể nhận ra mà, ta tu luyện công pháp của yến trưởng lão là u minh ma công, công pháp của chúng ta cùng nguồn gốc. Nếu không nhờ yến trưởng lão chỉ dạy, làm sao ta có thể nhanh chóng đạt cảnh giới kết đan như vậy? Lý Mộc Dương không do dự, đem công lao tu luyện nhanh chóng của mình gán lên đầu yến tiểu như. Dù sao hắn ta tu luyện u minh ma công, không thể giấu được ninh uyển nhi có cùng công pháp. Dì tố Nhiếu mày nói, nếu thật sự Khô Diệp lão nhân và Thanh Dương hội đến giết, thì chuyến này nguy hiểm rồi. Khô Diệp lão nhân tà dị mạnh mẽ, Thanh Dương hội lại là một tổ chức ma đạo vô cùng quỷ dị và bí ẩn, đến nay tông môn vẫn chưa điều tra được mục đích của Thanh Dương hội là gì. Điều duy nhất chắc chắn là Thanh Dương hội có rất ít người, nhưng đều là những nhân vật hiển hách trong ma đạo, không thể xem thường. Đối với Khô Diệp lão nhân và Thanh Dương hội, dì tố rõ ràng biết nhiều hơn nàng nhìn Lý Mộc Dương và hai người, nói, nếu khô diệp lão nhân muốn đến thành cửu nguyên, thì chúng ta chỉ có thể trốn, nhanh chóng trở về tông môn mới có thể tránh được kiếp nạn lần này. Lý Mộc Dương gật đầu, dì tố nói giống với ý ta, gấp gáp gọi mọi người về là để bàn cách trốn chạy lần này. Khô diệp lão nhân có thể đến bất cứ lúc nào, rất có thể đã trên đường. Lý Mộc Dương và mọi người từ đây trở về tông môn, trên đường đi rất có thể bị khô diệp lão nhân đuổi kịp một khi bị đuổi kịp ngoài hoang dã với lực lượng mỏng manh hiện tại của họ chắc chắn sẽ chết lý mục dương nói ý của ta là phát tán tin giả ra bên ngoài đại gia tộc ở thành thiên giác không phải đã tặng chúng ta nhiều tiền bạc và đất đai sao chúng ta sẽ phát tán tin giả nói rằng chúng ta đến thành thiên giác đáp lễ thăm hỏi các đại gia tộc đó thiên giác có nhiều gia tộc lớn thực lực mạnh mẽ vừa trải qua cuộc loạn lạc của huyết liên giáo giờ đang cảnh giác cao độ Khô Diệp Lão Nhân cũng không dám công khai giết người trong thành. Còn trong thời gian Khô Diệp Lão Nhân mang người đến thành thiên giác để tìm kiếm tung tích của chúng ta, chúng ta sẽ lên đường trở về Tông Môn. Chỉ cần Khô Diệp Lão Nhân bị chậm lại một hai ngày tại thành thiên giác, rất khó có thể đuổi kịp chúng ta. Lý Mộc Dương đưa ra đề nghị của mình, hơn nữa, trong lúc trốn chạy, chúng ta có thể gửi thư về Tông Môn, yêu cầu Tông Môn phái người đến hỗ trợ trên đường một hư một thực như vậy, hy vọng có thể giải quyết được nguy cơ lần này. Chạy trốn cũng phải có kế hoạch, sau khi Lý Mục Dương nói xong, Ninh Nguyễn Nhi và dì Tố suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cho rằng đây thực sự là một ý tưởng hay. Ngược lại, nghĩa muội lắm lời Lý Nguyệt Thiền lại hiếm khi im lặng như hôm nay. Lý Mục Dương ngạc nhiên nhìn Nguyệt Thiền, hỏi, Nguyệt Thiền, ngươi có ý kiến gì khác sao? Tại sao không nói gì, lý nguyệt thiền bị hỏi thì hơi giật mình dường như vừa rồi đang mơ màng đối diện ánh mắt tò mò của huynh trưởng cô nàng trầm ngâm một chút sau đó cười khổ nói ta đang nghĩ rằng chúng ta có thể chạy trốn nhưng sau khi chúng ta chạy đi những người thân ở lại thành cửu nguyên thì sao họ sẽ không bị khô diệp lão nhân giết hại để trút giận chứ câu nói này khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề lý mục dương cũng không biết nói gì kế hoạch của hắn thật sự rất hoàn hảo, nhưng đúng là người thân ở lại thành cửu nguyên có thể gặp nguy hiểm. Gia đình Lý Một Dương còn đỡ, chỉ có vợ chồng Lý Đại Mục, hầu như không có họ hàng xa. Cùng lắm là đưa vợ chồng Lý Đại Mục đi cùng trên đường trốn chạy. Nhưng gia đình Ninh Nguyễn Nhi thì khác, dù gia tộc họ Ninh đã suy tàn nhưng vẫn là gia tộc lớn nhất thành cửu nguyên, thân nhân rất đông đúc. Nếu tính cả những họ hàng gần gũi, chỉ riêng số người này đã đủ để chật kín con thuyền nhỏ của họ. Trong lúc mọi người đang im lặng, Ninh Nguyễn Nhi lại thản nhiên lên tiếng. Chuyện này không cần bận tâm, khi chạy trốn chỉ cần mang theo cha mẹ và người thân cận của hai nhà là đủ. Còn về những họ hàng khác, hãy để họ đến thành thiên giác. Trên danh nghĩa là gia tộc họ Ninh chuyển đến thành thiên giác, thực chất là để họ tự lo liệu và chạy trốn. Mục tiêu của khô diệp lão nhân vốn dĩ chỉ, chỉ là một dương. Không tìm thấy một Dương, lão sẽ bận rộn đuổi theo hắn, không có thời gian rảnh để làm khó một đám người bình thường. Ninh Viễn Nhi tỏ ra rất bình tĩnh. Ninh Viễn Nhi tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nàng trà xanh này rõ ràng không có mối liên hệ sâu sắc với gia tộc của mình, nàng bỏ mặt họ như bỏ qua một bữa cơm, nói thẳng ra là để họ tự lo liệu và cầu nguyện trời xanh phù hộ, nhưng Ninh Viễn Nhi đã nói như vậy, Lý Mục Dương và Mụi Mụi cũng không nói gì thêm. Kế hoạch đã được định sẵn, ba người lập tức xuống dưới chuẩn bị, tạo ra một cảnh tượng giả rằng hai nhà cùng đi thành thiên giác thăm hỏi các gia tộc lớn. Và trong vòng một canh giờ, phải thu xếp mọi thứ xong xuôi, rời khỏi thành cửu nguyên. Sau khi chia nhau ra, Lý Nguyệt Thiền nhanh chóng bước về phía nhà của cha mẹ Lý Mộc Dương. Nhưng thần sắc lại có chút bân khuân. Sư phụ. Nàng khẽ gọi một tiếng. Giọng nói bí ẩn bên tai khẽ cười khổ, đây là lý do ta luôn bảo con phải đừng để cho mình trở nên quá nổi bật, ẩn giấu tu vi thực sự. Thuật pháp của ta quá rõ ràng, dù người đời biết đến không nhiều nhưng một khi hiện thế, sẽ nhanh chóng thu hút kẻ thù. Không ngờ con giấu giếm tốt, nhưng ca ca của con lại thay con thu hút toàn bộ sự chú ý. Hắn tu luyện đến cảnh giới kết đan chỉ trong một năm, cộng thêm những việc chúng ta đã làm quanh luyện ma tông, nghi ngờ quá lớn rồi. Lý Nguyệt Thiền quay lại nhìn ca ca của mình, thấy hắn vẫn đứng bên cổng sân, mỉm cười vẫy tay ra hiệu nàng mau đi. Ca ca lúc nào cũng lạc quan, dù đối mặt với tai họa cũng không chút lo lắng sợ hãi. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy, lòng Lý Nguyệt Thiền lại càng thêm nặng trĩu. Là do ta liên lụy đến ca ca. Thiếu nữ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, ta lại mắc nợ hắn rồi, tâm trạng phức tạp của thiếu nữ, Lý Mộc Dương tạm thời không biết. Nhưng dù có biết được tai họa từ đâu mà đến, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dù là nhắm vào hắn hay là nhắm vào muội muội trời cho thì đối với hắn cũng không khác biệt gì. Không lẽ mỗi lần gặp kẻ địch mạnh lại bán đứng nghĩa muội mà mình đã quen biết từ lâu, từng chung hoạn nạn vượt ải sinh tử sao, sau khi nhanh chóng định ra kế hoạch, Lý Mộc Dương cùng mọi người chia nhau hành động. Nhưng công việc của hắn không nhiều, chủ yếu là thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Mục tiêu chính của chuyến đi này là đến nhà họ đổ để từ hôn, Lý Mộc Dương đã hoàn thành vào tối qua. Tối qua anh cùng vợ chồng Lý Đại Mục đã đích thân đến thăm hỏi, chấm dứt một cách êm đẹp cuộc hôn nhân này. Nhiệm vụ chính của chuyến trở về thành cửu nguyên lần này đã hoàn thành. Cô hồn thiếu nữ thẩm diệu bên cạnh tò mò nhìn Lý Mộc Dương đào ra nhục cốt thanh y từ dưới đất, có chút kinh ngạc. Đây lại là cái gì? Sao mà tà ma vậy? Thẩm diệu trợn to mắt nhìn Lý Mộc Dương, nói, tỷ phu, rốt cuộc ngươi là người thế nào? một đệ tử ma tông, sao lại có nhiều đồ vật quái dị như vậy, mặc dù nhục cốt thanh y chỉ là một con rối, nhưng cái khí tức tà ác quỷ dị đó khiến người ta bất an rùng mình. Dù đã trở thành cô hồn, thẩm diệu vẫn cảm thấy sợ hãi trước nhục cốt thanh y này. Đối với chuyện này, Lý Mộc Dương cũng không lấy làm lạ. Loại tà vật như nhục cốt thanh y, trong thời kỳ viễn cổ mang hoang từng là thiên địch của mọi sinh linh trên thế gian, lấy sinh linh làm thức ăn. Nỗi sợ hãi truyền từ đời này sang đời khác đã khắc sâu vào trong huyết thống rồi. Giống như mèo nhà hay chó nhà chưa từng thấy hổ, chỉ cần nhìn thấy hình chụp của hổ cũng sẽ dựng lông run rẩy. Lý Mục Dương chậm rãi thu dọn nhục cốt thanh y, nói với cô hồn thiếu nữ bên cạnh, ngươi vẫn nên lo cho mình đi, chẳng phải muốn khám phá tứ phương sao? Giờ có thể đi rồi. Lý Mục Dương nói, nghe nói tỷ tỷ của ngươi chạy về phía bắc rồi nếu không có nơi nào để đi thì hãy tìm nàng ấy đi. Hai tỷ muội sinh đôi, chắc giữa hai bên có cảm ứng mơ hồ với nhau chứ, thẩm diệu nói là muốn du lịch khắp nơi, nhưng sau khi loạn lạc huyết liên giáo kết thúc, nàng vẫn quanh quẩn gần thành thiên giác. Lý Mộc Dương cảm thấy cô bé đơn thuần ngây thơ này không giống như muốn đi khắp nơi, mà giống như một chú chim non lưu luyến tổ cũ, không biết tương lai của mình ở đâu, đi như thế nào. Nhưng sau khi Lý Mộc Dương nói xong, thiếu nữ lại biểu môi. Tỷ ấy không chạy về phía bắc mà đi về phía nam cơ. Đối mặt với tên gián điệp luyện ma tông đã tận tay tiêu diệt huyết liên giáo này, cô hồn thiếu nữ lại thẳng thắn tiết lộ toàn bộ bí mật của tỷ tỷ ruột. Tỷ ấy muốn đi về phía nam tìm động phủ của tổ sư Huyết Liên, chạy về phía bắc chỉ là tin giả mà tỷ ấy tung ra thôi. Nghe vậy, Lý Mộc Dương ngạc nhiên, động phủ của tổ sư Huyết Liên ở phía nam, người được Huyết Liên giáo tôn làm tổ sư chính là mặt tiên tử của thành ma kiếm thời thượng cổ. Mặt tiên tử cuối cùng không phải chết ở thành ma kiếm phía bắc sao? Sao lại hy sinh ở phía nam, nhưng chuyện này dường như không liên quan gì đến hắn, Lý Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi cũng không để tâm nữa. Hiện tại điều quan trọng nhất là chạy trốn thoát thân. Tóm lại là đi cho lẹ đi, ta phải đi rồi, ngươi cũng không thể theo ta về luyện ma tông được đâu. Lý Mộc Dương nói, vì tố bên cạnh ta không phải là người bình thường nếu ngươi đi theo ta vào luyện ma tông bị phát hiện thân phận khí linh của tứ phương đỉnh khi giờ tứ phương đỉnh đã được mang về tông môn luyện ma tông các trưởng lão đang nghiên cứu công dụng của tiên khí thượng cổ này nếu thẩm diệu xuất hiện trong tầm mắt của các trưởng lão ma tông không chừng sẽ lại bị bắt trở thành khí linh sau khi lý mộc dương nói xong cô hồn thiếu nữ vốn lưu luyến không muốn rời đi dường như thực sự muốn đi theo hắn lập tức quay đầu bước đi. Vậy ta đi đây, tỷ phu bảo trọng, tự lo cho mình." Cô hồn thiếu nữ nói, rồi quay người rời đi. Nhưng bay ra chưa được bao xa, nàng lại không yên tâm quay lại, trợn mắt nhìn Lý Mộc Dương nói: "Tỷ phu không được nói chuyện của ta cho người khác biết. Nếu ngươi dám phản bội ta, dù là ma thì ta cũng không tha cho ngươi." Du hồn thiếu nữ đã là ma, nhưng vẫn rất không tự tin khi thốt ra lời đe dọa, nói xong rồi vội vã bỏ chạy hiển nhiên việc bị nhốt lại trong tứ phương đỉnh để làm khí linh đã trở thành mối đe dọa lớn đối với thiếu nữ vừa mới được tự do này. Nhìn theo bóng dáng cô hồn thiếu nữ rời đi, Lý Mộc Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này may mà có thẩm diệu đến báo tin kịp thời, nếu không đợi đến khi khô dịp lão nhân dẫn theo thanh dương hội đến nhà, có lẽ hắn đã tiêu đời. Bên ngoài vẫn quá nguy hiểm, so với bên ngoài, luyện ma tông với các cao thủ bao quanh, có nhiều đại năng tử phủ trấn giữ vẫn an toàn hơn nhiều ít nhất trong tông môn chỉ cần tuân thủ quy củ an tâm bế quan cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm và ít nhất còn có yến tiểu như bảo vệ mình lý mộc dương quyết định lần này về tông môn sẽ không ra ngoài nữa cho đến khi tu luyện đến cảnh giới thần du hoặc cao hơn mới tính tiếp chuyện xuất môn rất nhanh mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành cha mẹ của lý mộc dương cha mẹ của ninh nguyễn nhi cùng vài tỳ nữ thân cận đều tập trung tại trang viên của nhà họ lý sau đó một chiếc phi thuyền nhỏ cất cánh bay lên trên bầu trời của thành Cửu Nguyên, dưới sự chú ý của mọi người, bay về hướng thành Thiên Giác. Nhờ vào việc cố ý lan truyền tin tức, chẳng bao lâu, cả thành Cửu Nguyên đều biết rằng nhà họ Ninh và nhà họ Lý đang đến thành Thiên Giác để cảm ơn, thăm hỏi những gia tộc cao quý. Một thời gian ngắn sau đó, khắp thành đều bàn tán, ngưỡng mộ, nói về việc hai gia đình này thực sự đã lên đời. Hai đệ tử thân truyền đủ để giúp họ đứng vững trong những thành trì lớn như thành thiên giác thành cửu nguyên nhỏ bé và hẻo lánh không thể chứa nổi hai đệ tử thân truyền nhà họ ninh và nhà họ lý cùng nhau rời đi đến thành thiên giác thăm hỏi các gia tộc lớn giống như một tín hiệu hai gia đình này chuẩn bị cùng nhau xây dựng sự nghiệp mới tại thành thiên giác chỉ là chiếc phi thuyền nhỏ sau khi bay ra khỏi thành cửu nguyên nhanh chóng bay lên tầng mây biến mất trong biển mây chẳng bao lâu sau phi thuyền đổi hướng lập tức bay về phía phòng tuyến của luyện ma tông đồng thời một lá thư cầu cứu cũng nhanh chóng được gửi về tông môn thông qua linh thú trên bông phi thuyền lý mộc dương nhìn biển mây dưới chân khẽ thở dài những gì có thể làm nên làm hắn đã làm hết rồi tiếp theo chỉ hy vọng khô diệp lão nhân bí ẩn quỷ dị kia sẽ bị đánh lừa bởi tín hiệu giả họ phát ra thực sự đi thành thiên giác lý mộc dương nhìn trời nói với mọi người ta vào phòng tu luyện đây, có gì động tĩnh thì gọi ta. Trên phi thuyền, vợ chồng Lý Đại Mục và cha mẹ Ninh Uyển Nhi biết tình hình, thần sắc căng thẳng. Lý Nguyệt Thiền và Ninh Uyển Nhi thì nhẹ nhàng an ủi người thân. Lý Mục Dương ở đây dường như không có ý nghĩa gì, vì trên phi thuyền này toàn là nữ nhân. Một đống nữ nhân ngồi trò chuyện, Lý Đại Mục và cha của Ninh Uyển Nhi đều là những người đàn ông trung niên, cũng có chủ đề để bàn. Lý Mục Dương lập tức trở nên thừa thải. Hắn trực tiếp chọn quay lại phòng, mở trò chơi, một lần nữa bước vào, Long Duệ thức tỉnh. Khi Lý Mục Dương vào lại trò chơi, cảm giác quen thuộc nhanh chóng xuất hiện. Hắn một lần nữa kiểm soát cơ thể giao long, giờ Giảo Nguyệt giao đang bay trên tầng mây. Nhận ra hắn quay lại, Giảo Nguyệt giao rất vui mừng. "Lý Mục Dương, ngươi quay lại rồi." Giọng nói của long nữ đầy niềm vui hân hoan. Lý Mộc Dương có chút ngạc nhiên, sao vui thế? Nhặt được bảo bối à, hắn mở giao diện nhân vật theo thói quen, phát hiện trạng thái của giảo nguyệt giao vẫn như thường. Chỉ là mức độ mệt mỏi đã đầy. Lúc này, Lý Mộc Dương rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể giao long đang lan tỏa khắp kinh mạch và huyết nhục. Tựa như người phàm chạy một mạch 2.000 mét, phổi như bị bỏng rác. Lý Mộc Dương lần đầu thấy giảo nguyệt giao mệt mỏi như vậy. Hắn tò mò hỏi, Ngươi làm gì mà mệt thế này, nghe vậy, giảo Nguyệt Giao cười hí hững, ta đi săn bắt tà vật ở đất Bắc. Chỉ trong một ngày một đêm, ta đã quét sạch tất cả tà vật ở các quận phương Bắc. Trên đường đều chạy nhanh không ngừng, thế nào? Ta nhanh chứ, giọng giảo Nguyệt Giao rất hỗn hển, nhưng cũng đầy phấn khích. Nàng dường như đang mong chờ Lý Mục Dương khen ngợi, như một đứa trẻ con ngây thơ. Lý Mục Dương mở thanh nhiệm vụ xem tà vật ở xa khu vực sông ngọc thủy thực sự đã bị nàng quét sạch ngay cả tà vật ở khu vực sông ngọc thủy nàng cũng đã quét sạch không ít rõ ràng binh tôn tướng cua của long cung không thể theo kịp tốc độ của vị long thần nương nương này khiến nàng phải tự mình ra tay dùng tốc độ nhanh nhất để quét sạch tà vật thấy long nữ nỗ lực như vậy lý mục dương không tiếc lời khen ngợi chân thành cảm thán ngươi thực sự giỏi lắm khoảng cách đến khi Giảo Nguyệt Giao bị vùng đất này nuốt chửng còn 6 ngày 17 giờ. Nhưng Giảo Nguyệt Giao đã quét sạch tất cả tà vật ở các quận đất Bắc, bây giờ thanh kinh nghiệm đã tăng lên cấp 9, 73%. Trong Long Cung còn một đống tà vật bị binh tôn tướng cua bắt giữ, chờ Lý Mộc Dương trở về nuốt chửng. Nhưng dù có ăn hết tà vật trong Long Cung, có lẽ cũng không đủ để lên cấp thứ 10. Lý Mộc Dương có chút tiếc nuối, tưởng rằng có thể nâng cao thực lực hơn nữa nhưng tu vi cấp thứ 9 có lẽ cũng đủ rồi. Nếu thực sự không được, hắn sẽ khai đàn thi pháp, dùng huyết yểm chi thuật để hỗ trợ từ xa. Lý Mộc Dương cưỡi mây nhanh chóng bay về hướng hồ Tinh Nguyệt, nhanh chóng bơi vào trong nước hồ. Trong hồ Tinh Nguyệt rộng lớn, nước hồ cuộn trào, thủy mạch chi lực dồi dào. Vì ba ổ tà vật trong hồ đã bị dọn sạch, cộng thêm long cung được xây dựng dưới đáy hồ, thủy mạch chi lực ở đây trở nên mạnh mẽ và dồi dào hơn, sinh vật trong hồ cũng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Trong long cung sông Ngọc Thủy, nước dưới hồ cuộn trào, Lý Mộc Dương hóa thành hình người, bước vào đại điện Long Cung. Thấy đại điện đầy những lồng sắt, từng con tà vật bị nhốt trong lồng sắt Long Cung. Dưới áp lực của thủy mạch chi lực dồi dào này, tất cả tà vật đều ốm yếu, nửa sống nửa chết. Binh tông tướng cô lần lượt hành lễ với Lý Mộc Dương, hắn liền hóa thành hình dạng giao long, gầm lên một tiếng, chỉ thấy những lồng sắt đầy trong đại điện lần lượt mở ra từng con tà vật quấn đầy tà khí bị dòng nước cuồn cuộn kéo vào miệng con rồng khổng lồ trắng như ngọc từng con tà vật cứ thế bị lý một dương nuốt vào bụng khi đã nuốt hết tất cả tà vật trong lồng lý một dương lại hóa thành hình người nhíu mày nhìn về phía trước trong lồng nhốt tà vật có một nữ tử nhân loại đang hôn mê nàng mặc một bộ y phục màu đen nhạt giống như đạo bào trên lưng đeo một thanh kiếm đen kỳ dị rõ ràng là con người, nhưng lại bị binh tôn tướng cua nhốt chung với tà vật. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Lý Mộc Dương quay sang nhìn tướng quân cua bên cạnh và hỏi, người này là ai? Tại sao bị bắt? Lý Mộc Dương có quyền sinh sát với những binh tôn tướng cua này, hắn đã ra lệnh cấm bắt nạt người thường, họ không dám làm trái, chắc chắn không dám bắt bừa nữ thường dân. Nữ nhân bị nhốt trong lòng này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Tướng quân cua cúi đầu đáp bẩm long quân người này không phải là nữ thường dân mà là người trong tà đạo có sử dụng tà thuật nào đó khi chúng ta đang truy bắt tà vật bắt gặp ả ta giả danh lưu ly tiên tử đi lừa gạt khắp các thị trấn ả ta thu thập tóc của người thường sau đó nuôi dưỡng một cái túi vải kỳ lạ trong túi vải đó dường như có tà vật chúng ta không dám mở ra nói xong tướng quân cua cẩn thận lấy ra một cái túi thơm được niêm phong trong hộp thấy túi thơm quen thuộc này và nghe câu chuyện của tướng quân cua lý mộc dương liền hiểu ra nguồn gốc của nữ nhân trong lòng lại là một người của phật mẫu tự lý mộc dương nhíu mày có chút bối rối không hiểu vì sao nhóm tà nữ của phật mẫu tự đều giả danh lưu ly tiên tử trước đây sư huynh của lưu ly tiên tử thân đồ cảnh cũng nói rằng hắn ta đã giết mấy kẻ mạo danh lưu ly tiên tử ở đất bắc những tà nữ của phật mẫu tự giả danh lưu ly tiên tử lừa gạt người thường để trộm cắp sinh mệnh của họ sau đó dùng thọ nguyên ăn cắp được nuôi dưỡng tà vật trong túi thơm gọi là bạch cốt thái tuế nhìn nữ nhân trong lòng đang hôn mê dường như không biết gì lý mục dương cảm thấy tò mò các ngươi làm sao bắt được người này lần trước gặp tà nữ của phật mẫu tự đối phương rất mạnh mẽ còn điên cuồng tà dị lý mục dương phải dùng thiên lôi để đối phó đạo hạnh của tà nữ này yếu hơn nhiều nhưng cũng rất khó bắt giữ những binh tôn tướng cô này đã làm sao để bắt được ả ta nguyên vẹn lý mộc dương rất tò mò tướng quân cô ngây ngô trả lời bẩm long quân quân ta đuổi theo ả ta ả ta như người điên liều mạng chống cự nhưng quân ta không lùi bước đuổi theo ả ta suốt nửa canh giờ sau nửa canh giờ ả ta đột nhiên hết sức ngất xỉu không động đậy sau khi bắt được ả ả đã ngủ năm canh giờ rồi đột nhiên phát bệnh điên trong lòng nhưng ả ta không phá được lòng cứ la hét và đập phá nửa canh giờ rồi lại ngất đi. Nghe tướng quân cô kể, Lý Mộc Dương kinh ngạc. Những tà nữ này chẳng lẽ giống như robot cần sạc pin, sau khi tiêu hao hết năng lượng sẽ ngất xỉu, phải chờ sạc đầy lại mới khôi phục. Tướng quân cô lại nói thêm, từ khi ả ta ngất lần cuối, đã qua năm canh giờ rồi, chắc giờ có thể sắp tỉnh lại. Ngay khi tướng quân cô dứt lời, nữ nhân trong lòng dường như bị kích động tà nữ đang ngủ say đột ngột nhảy dựng lên. Thả ta ra. Thả ta ra, tà nữ gào thét, rút thanh kiếm đen sau lưng ra và điên cuồng chém, cố gắng phá lồng nhốt trong long cung. Cùng với tiếng gào thét điên cuồng của ả ta, một loại khí tức âm u tà dị lan tỏa trong long cung, nhưng nhanh chóng bị thủy mạch chi lực dồi dào ở đây thanh tẩy và áp chế. Lý Mộc Dương kinh ngạc nhìn tà nữ này, ả ta đột nhiên nhìn lại hắn. Khi ánh mắt hai bên giao nhau, Tà nữ trong lòng đột nhiên phấn khích và cuồng loạn. Thăng tiên giả. Là thăng tiên giả, ngươi là thăng tiên giả. Chỉ cần ăn ngươi, ta có thể thành tiên, ha ha. Chỉ cần ăn ngươi, ta có thể thành tiên, tà nữ trong lòng nhìn thấy Lý Mộc Dương lập tức trở nên điên cuồng hơn. Ả à ta điên cuồng chém, đập và va chạm vào lồng sắt, cố gắng thoát ra khỏi đó. Bộ dạng điên loạn và tà dị này giống hệt với tà nữ Phật mẫu tự mà Lý Mộc Dương đã giết trước đây. Lý Mộc Dương nhìn tà nữ mà không nói nên lời, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả danh Lưu Ly tiên tử? Lưu Ly tiên tử là đồ đệ của Thanh Diệp chân nhân, nhưng không phải là người nổi tiếng nhất. Nếu tà vật muốn giả danh đệ tử của Huyền kiếm tông, có rất nhiều người để chọn, tại sao lại chọn Sở Thanh Tuyết?" Lý Mộc Dương cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, dù hắn hỏi thế nào, tà nữ trong lòng vẫn luôn đâm chém điên cuồng và nói năng lộn xộn, hoàn toàn không thể giao tiếp. Ả à ta điên loạn trong lòng một lúc, dường như kiệt sức, rồi đột nhiên ngã lăn ra, không còn động tĩnh gì. Khi tà nữ này ngủ, không có chút hơi thở nào, trông như đã chết. Lý Mộc Dương nhìn tà nữ kỳ lạ này, bên tai vang lên giọng nói tò mò của giảo Nguyệt Giao. Người của Phật mẫu tự thật kỳ quái, bọn họ đều là kẻ điên sao, mà Lý Mộc Dương, thăng tiên giả là gì ăn ngươi là có thể thành tiên thịt của ngươi lợi hại vậy sao long nữ dường như thèm thuồng giọng nói đầy tò mò phải ăn bao nhiêu mới thành tiên ngoài thịt thì nước bọt móng tay tóc và cả vảy da cũng có thể ăn để thành tiên sao trong chớp mắt long nữ đã nghĩ ra rất nhiều lựa chọn có thể ăn lý một dương mặt đen lại ả ta đang phát điên với cơ thể của ngươi đó nếu ăn có thể thành tiên thì cũng là ăn thịt của ngươi nhưng ngươi còn chưa thành tiên, ăn thịt ngươi sao có thể thành tiên. Vô lý, long nữ này ngực to nhưng não nhỏ, thật đơn giản và buồn cười. Lý Mộc Dương thấy tà nữ này không thể giao tiếp, liền chẳng thèm nói chuyện. Hắn bảo tướng quân cô giết ả ta, Lý Mộc Dương không định ăn thứ kỳ lạ như vậy, cảm giác những tà nữ của Phật mẫu tự không sạch sẽ, ăn vào sợ sẽ bị đau bụng. Nhưng túi bạch cốt thái tuế mà tà nữ mang theo, Lý Mộc Dương nuốt ngay. Tuy nhiên, tà nữ này không mạnh, túi bạch cốt thái tuế của ả ta cũng chỉ là một cục nhỏ, nuốt vào không tăng được bao nhiêu tu vi. Lý Mộc Dương nhìn giá trị kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm cộng 10, liên tục nhảy lên, lắc đầu. Ta phải ra ngoài biên cương một chuyến, Long Cung giao cho các ngươi canh giữ, nếu lại xuất hiện tà vật trong lưu vực sông Ngọc Thủy, các ngươi tự mình đi bắt. Nếu gặp tà vật không đánh lại, đừng cố gắng, chờ ta trở về rồi tính. Sau khi dặn dò binh tôn tướng cua, Lý Mộc Dương chuẩn bị xông pha bên ngoài biên cương. Quan trọng là phải nhanh chóng. Mới vào Long Cung chưa được một khắc, ăn xong tất cả tà vật, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Lý Mộc Dương đã muốn ra nơi biên giới xa xôi. Binh tôn tướng cua cuối người tuân lệnh, cùng tiễn Lý Mộc Dương ra khỏi Long Cung. Nhưng khi đến ngoài Long Cung chuẩn bị rời đi, Lý Mộc Dương ngạc nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám yêu binh. Linh hồn trong suốt của con trồn vàng, mơ màng lờ mờ đi theo sau Lý một Dương, như thể muốn đi cùng hắn. Linh hồn của con trồn vàng này luôn ở trong long cung không động đậy. Nhưng thủy mạch chi lực dồi dào ở đây dường như đã nuôi dưỡng linh hồn của nó. Thêm vào đó, nền móng của long cung được làm từ mi tâm cốt của miếu phong quân, linh hồn của con trồn vàng trong long cung trở nên rõ ràng hơn nhiều. Mặc dù vẫn mơ màng lờ mờ, nhưng không còn mờ nhạt như trước. Lý Mộc Dương thấy linh hồn của con trồn vàng đi theo, cảm thấy ngạc nhiên. Ngay lúc này, thông báo của hệ thống hiện ra trước mắt hắn. Nhiệm vụ phụ, ước nguyện về quê, nội dung nhiệm vụ, tiễn đưa vong hồn về quê hương, lá rụng về cội, phần thưởng nhiệm vụ, không, linh hồn con trồn vàng này đã kích hoạt thông báo hệ thống, bật ra một nhiệm vụ phụ. Nhưng nhiệm vụ phụ này không có phần thưởng gì cả. Nhìn con trồn vàng mơ màng trước mắt, Lý Mộc Dương thở dài ngươi muốn về nhà, phải không, con trồn vàng xui xẻo này vốn dĩ bị du thần bắt rời khỏi biên ải, thực sự là một kẻ xui xẻo. Sau đó lại không rõ lý do muốn che chở cho Lý Mộc Dương, kết quả bị du thần giết chết, biến thành hồn ma. Nhìn dáng vẻ ngây dại, mơ màng của nó lúc này, tâm tình Lý Mộc Dương trở nên phức tạp. Hắn thở dài, nói, được rồi, ta sẽ đưa ngươi về quê. Lý Mộc Dương vung tay áo, trực tiếp thu linh hồn của con chồn vàng vào trong tay áo không có phần thưởng cũng chẳng sao tiện tay hoàn thành nhiệm vụ này cũng được hắn rời khỏi long cung hướng về phía ngoài biên ải ở phía bắc lục địa thiên nguyên có một vùng đất đặc biệt nơi đó được gọi là vùng đất ngoài biên ải hoang dã hơn cả các quận đất bắc dù các quận đất bắc không có trấn ma thuật sĩ của khâm thiên giám ít ra vẫn nằm dưới sự cai trị của triều đình mỗi châu mỗi quận đều có phủ binh quan lại. Tuy nhiên, vùng đất ngoài biên cương này, ngay cả triều đình Thiên Nguyên Vương triều cũng không muốn cai trị, là nơi hoàn toàn bị thế gian lãng quên. Sinh linh vùng ngoài biên giới rất ít khi vào trong nội địa, người dân trong nội địa cũng rất ít khi muốn ra ngoài biên ải. Hai vùng đất, hai thế giới cứ như thế tồn tại ranh giới rõ ràng, rất ít khi giao thoa. Dọc theo dòng sông Ngọc Thủy, đến vùng Hạ Lưu sẽ đến biên giới ở đây có một cửa ải Hùng Vĩ, cao lớn, đứng sừng sững giữa dãy núi. Tuy nhiên, cửa ải hầu như bị bỏ hoang, chỉ có một số binh sĩ già yếu ăn không ngồi rồi đi canh giữ nơi đây. Trong và ngoài cửa ải gần như không liên thông, những binh sĩ già yếu này cũng không có việc gì làm, sống ở thị trấn của nát dưới cửa ải. Lý Mục Dương cưỡi mây bay qua cửa ải này, liền đặt chân lên vùng đất ngoài biên ải. Hắn đáp xuống đất, không bay lượn trước mặt thiên hạ theo lời kể của sở thanh tuyết những dị loại ngoài biên cương khác hoàn toàn so với bất kỳ sinh linh nào trên thế gian dường như xuất xứ từ một nguồn gốc xa lạ nếu so sánh kỹ càng những tà vật của giếng cổ oán còn gần gũi với con người hơn đám dị loại này hiện nay trên vùng đất ngoài biên ải có nhiều dị loại cư trú ngay cả sư phụ của sở thanh tuyết thanh diệp chân nhân cũng không thích và không muốn đến nơi này lý mộc dương mới đến đây tất nhiên không muốn làm rùng làm ben hắn mang theo linh hồn chồn vàng định trước tiên đưa linh hồn chồn vàng về quê đến nơi mà con chồn xui xẻo này từng sinh sống nhưng chưa đi được bao lâu lý mục dương đã thấy hai bên đường phía trước mỗi bên có một bóng người mỏng như giấy đang đứng chờ hoặc có thể nói đó là giấy hai người giấy đứng nghiêm trang bên đường trên mặt tô phấn hồng kỳ dị so với hai người giấy sợ hãi gặp trước đó hai người giấy ăn mặc lộng lẫy trước mắt lại nở nụ cười rạng rỡ miệng tô son đỏ tươi cười rộng. Đối mặt với Lý Mộc Dương, chúng không hề sợ hãi, trái lại còn cười tươi và chắp tay nói. Theo lệnh của Sơn Dương Bá, ở đây chờ đón Ngọc Thủy Long Quân. Long Quân nương nương, ngày lần này ra ngoài biên ải, là để hẹn gặp Sơn Dương Bá sao, hai người giấy cười rạng rỡ, nhưng gió lạnh u ám thổi mạnh khi bọn chúng xuất hiện. Cỏ xanh hai bên đường, mắt thường có thể thấy được héo úa và chuyển vàng. Lý Mộc Dương khẽ nheo mắt. Sơn Dương Bá làm sao biết ta sẽ đến, cái lão quái vật thần bí này có khả năng bói toán biết trước sao? Trên con đường rừng bị gió lạnh thổi qua, Lý Mộc Dương khẽ nhíu mày. Khả năng bói toán tiên đoán chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, ngay cả cảnh giới tử phủ cũng đã là đỉnh điểm của giới tu hành, tiên nhân hoàn toàn biến mất, hắn không tin Sơn Dương Bá có khả năng tiên đoán tương lai. Nhưng nếu không phải là thuật tiên đoán chẳng lẽ đối phương phái người theo dõi hành tung của mình vì thế mới có thể phái người chặn mình ở đây lúc này hai người giấy vẫn mỉm cười rạng rỡ hé miệng nói thưa long quân nương nương chúng tôi đã chờ đợi nương nương ở đây nhiều ngày rồi sơn dương bá nói long quân nương nương sớm muộn cũng sẽ ra ngoài biên ải nên bảo chúng tôi ở đây đợi câu trả lời của hai người giấy đã giải đáp được nghi ngờ lý mộc dương im lặng không nói gì Câu trả lời này khiến hắn không biết nên đáp lại thế nào. Tên Sơn Dương Bá đó lại phái hai người giấy đứng canh ở đây suốt sao, người giấy không phải là người, có thể tùy ý bốc lột sao, Lý Mục Dương suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, ta còn có việc phải làm, để ta hoàn thành xong việc trước đã, rồi sẽ đến gặp Sơn Dương Bá. Mặc dù có thể đồng ý ngay, nhưng Lý Mục Dương muốn xem hai người giấy này sẽ phản ứng như thế nào khi hắn từ chối. Hai người giấy bên đường cười rạng rỡ cuối người nói, vậy chúng tôi sẽ báo lại với Sơn Dương Bá. Sơn Dương Bá sống trên núi Dương Thủ, sẽ chờ đợi Long Quân Nương Nương đến thăm. Nói xong, hai người giấy âm u đó liền mỉm cười rời đi. Chúng rời đi nhanh chóng dứt khoát, lời từ chối của Lý Mộc Dương không dẫn đến việc người giấy tấn công. Nhìn theo bóng dáng hai người giấy rời đi, giọng nói của Long Nữ vang lên bên tai. Lý Mộc Dương, tên Sơn Dương Bá này có vẻ không giống người tốt, hai người giấy quái dị này mang theo khí tức tà ác khiến người ta cảm thấy khó chịu điều này khiến long nữ cũng ghét bỏ luôn cả sơn dương bá người điều khiển chúng nhưng lý mục dương lại lắc đầu nói sớm muộn cũng phải gặp hắn ta sơn dương bá có manh mối về long tích kiếm chúng ta cần long tích kiếm thanh kiếm được tạo ra từ xương sống của thượng cổ chân long chắc chắn sẽ có uy lực phi phàm hơn nữa đây là nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống chắc chắn sẽ có tác dụng diệu kỳ khi luyện hóa nó. Thanh Long Tích kiếm này có lẽ là một đạo cụ hệ thống cực kỳ quan trọng trong trò chơi này. Nhưng đối với Lý Mộc Dương, điều quan trọng nhất hiện giờ là giải quyết nguy cơ sinh tử. Hắn tạm thời không muốn tìm Sơn Dương bá. Trước đây khi trò chuyện với Sở Thanh Tuyết ở đình nghỉ bên hồ, nghe nàng ấy kể về tình hình khu vực ngoài biên ải, Lý Mộc Dương đã có hiểu biết đại khái về thế lực bên ngoài biên cương tên Sơn Dương Bá này dường như thực sự đã sống rất nhiều năm. Đây là người sống lâu thứ hai trên thế gian hiện nay, ngoài thanh diệp chân nhân. Chẳng ai biết lão ta có lai lịch ra sao, để sau này gặp lão cũng không muộn. Sau khi từ chối lời mời của hai người giấy, Lý Mộc Dương trực tiếp mang linh hồn con trồn vàng tiếp tục đi về phía trước. Ngọn núi mà con trồn vàng xui xẻo này tu luyện và sinh sống không cách xa cửa ải, Chính vì gần như thế nên mới bị hai du thần chọn trúng và ép buộc vượt biên vào nội địa. Lý Mục Dương hỏi đường một chút, nhanh chóng tìm thấy ngọn núi mà con trồn vàng từng nói. Một ngọn núi nhỏ đầy cây thông, lá kim dày đặc. Trong núi có chút khói mù yêu khí, tương đồng với khí tức trên người con trồn vàng. Dưới chân núi thậm chí có một miếu thờ hoàng đại tiên, trong miếu nhỏ nát bươm này thờ cúng bức tượng tạc hình con trồn vàng xui xẻo đó. Lý Mộc Dương đến trước miếu nhỏ, thả linh hồn con trồn vàng ra, con trồn vàng ngơ ngác bay một vòng trong không khí, dường như tìm lại được một chút linh trí. Nó vui vẻ và hạnh phúc bay lượn một lúc lâu, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lý Mộc Dương, như người phàm dập đầu mấy cái. Cảm ơn Long Quân Nương Nương đã đưa vong hồn của tiểu yêu về quê, con trồn vàng cười vui vẻ, nhưng rồi lại khóc, tại đất Bắc này sẽ không thể có thêm một thần linh nào tốt như Long Quân Nương Nương. Khi khóc, Linh hồn của con trồn vàng tan biến trong hương khói tại ngôi miếu nhỏ của nó, dường như hòa nhập vào vùng đất này. Đồng thời, tượng trồn vàng trong ngôi miếu nhỏ đổ nát cũng nứt toát. Nhìn cảnh tượng này, Lý Mộc Dương cảm thấy có chút ngậm ngùi. Sự tôn kính của con trồn vàng đối với hắn xuất phát từ hành động tiêu diệt tà ma của hắn. Chỉ tiếc rằng Lý Mộc Dương không thể giúp con trồn vàng nhiều hơn. Đứng ngoài ngôi miếu đổ nát, thở dài vài tiếng, Lý Mộc Dương quay người rời đi hắn muốn đi tìm Phật Mẫu Tự. Đối với Lý Mộc Dương, Phật Mẫu Tự là điểm đến không thể thiếu trong chuyến đi ngoài biên ải. Các tà nữ của Phật Mẫu Tự vào trong nội địa đều cầm theo bạch cốt thái tuế, ăn vào có thể tăng kinh nghiệm đáng kể. Vậy thì trong ngôi chùa Phật Mẫu Tự, liệu có nhiều bạch cốt thái tuế hơn không? Lúc này, các ngôi miếu thờ hương hỏa của Lý Mộc Dương đã trải khắp các quận trong đất Bắc, số lượng hương hỏa nguyện lực đã đạt đến con số kinh ngạc, hơn 1 triệu 800 ngàn. Tiêu hao một nghìn hương hỏa nguyện lực triệu hồi một lần thiên lôi là đủ để giúp sạch toàn bộ Phật mẫu tự. Lý Mộc Dương rời khỏi miếu Hoàng Đại Tiên, đi về hướng Phật mẫu tự. Theo lời sở thanh tuyết, Phật mẫu tự là một ngôi chùa kỳ lạ ở ngoài biên ải, nằm trên núi Hắc Thạch. Phật mẫu tự rất ít khi xuất hiện trước mặt người, vô cùng bí ẩn. Nhóm người tung hoành nhiều nhất và nổi tiếng nhất ngoài biên ải là bầy lũ du thần tiên gia đó. Lý Mộc Dương đi dọc theo con đường, không bay lên mây, nhưng di chuyển một mình trong rừng núi với tốc độ nhanh kinh ngạc. Thỉnh thoảng hắn cảm nhận được khí tức của yêu vật tinh quái trong rừng, nhưng Lý Mộc Dương không động đến những yêu vật đó. Những yêu vật đó chỉ ngạc nhiên sợ sệt một hồi, ló đầu ra khỏi ổ đưa mắt dõi theo Giả Nguyệt Dao đang chạy. Có những yêu quái ngủ say đến nỗi không nhận ra có người đi qua lãnh địa của mình. Chạy nhanh trong rừng núi suốt cả buổi chiều, cho đến khi đêm đen, trăng sao đầy trời lý mộc dương mới nhìn thấy hình dáng của núi hắc thạch ở đằng xa núi hắc thạch là một ngọn núi đá kỳ lạ gần như không có đất mà là một tảng đá đen tuyền khổng lồ tảng đá này cao hàng trăm trượng cùng với dãy núi xung quanh tạo thành một đường chân trời nhưng vì hình dáng độc đáo núi hắc thạch rất nổi bật có thể nhìn thấy từ rất xa ngay cả người lần đầu đến như lý mộc dương cũng không thể đi sai nhưng khi đến dưới chân núi hắc thạch Lý Mộc Dương không vội lên núi. Hắn đứng trong rừng, nhìn xa về phía cảnh tượng trên núi. Trên ngọn núi hắc thạch đầy đá lởm chởm, trong các khe đá mọc rất nhiều cây thông. Ngọn núi toàn đá mọc đầy cây thông này, làm hắn nhớ đến hoàng sơn của kiếp trước. Chỉ là trong ngọn núi có vật mẫu tự này, âm hàng chi khí mạnh mẽ tràn ra khắp nơi. Loại khí tức này trái ngược với tà ma yêu vật, khiến Lý Mộc Dương cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vô cùng lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc dường như ở đâu đó hắn đã từng gặp thứ tương tự khí tức này cùng nguồn gốc với các tà nữ giả danh sở thanh tuyết ở trong vùng nội địa chỉ là khí trên núi hắc thạch mạnh mẽ đậm đặc hơn nhiều dường như trong ngọn núi đá đen này đầy rẫy hàng ngàn hàng vạn tà nữ long nữ ngạc nhiên nói lý một dương núi hắc thạch này thật kinh khủng sao dưới núi còn có người phàm sinh sống chứ dưới ánh trăng chân núi hắc thạch trông thật âm u và quỷ dị nhưng lại có một thị trấn phồn hoa đầy người ở sáng rực đèn đuốc dù rằng tường thành thấp được xây bằng đất nện khả năng phòng thủ không đáng kể nhưng ở vùng biên ải không có triều đình cai quản một tường thành như vậy đã được coi là khá kiên cố đủ để chống lại bọn thổ phỉ hoành hành bên ngoài phía sau những tường thành thấp đó hầu như nhà nào cũng sáng đèn khi lý một dương tiến gần tường thành hắn thậm chí nghe thấy âm thanh ồn ào vọng ra từ trong thành trong thành dường như đang tổ chức lễ hội long nữ cảm thấy kinh ngạc lý mục dương cũng có phần ngạc nhiên dưới con mắt của những tà nữ khủng khiếp người phàm lại có thể xây lên một thị trấn phồn hoa như vậy hắn lặng lẽ trèo qua tường thành bước vào trong thành thấy trong thành thật sự đang tổ chức lễ hội nhà nhà treo đèn kết hoa mọi người mặc mày tô vẽ những màu sắc rực rỡ Mặc áo choàng màu đỏ, hô vang những ngôn ngữ kỳ lạ, đánh trống và múa gậy đi diễu hành. Hai bên đường, người dân reo hò cổ vũ. Lý Mục Dương đứng trong đám đông nhìn một lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những người mặc áo choàng màu đỏ, tô vẽ màu sắc kỳ lạ đang hô vang, khi một bức tượng thần trong vô cùng sống động diễu hành quanh thành. Mọi người đều hô vang tên của vị thần đó, dưới ánh đèn đốt sáng tỏ ai cũng nhìn rõ bức tượng sống động đó là một tiên nữ tuyệt đẹp lạnh lùng giọng long nữ kinh ngạc vang lên bên tai lý mộc dương đó không phải là sở thanh tuyết của ngươi sao long nữ vô cùng kinh ngạc lý mộc dương nhìn thấy bức tượng đó cũng tròn mắt ngạc nhiên bởi vì toàn bộ dân trong thành đều đang hô vang tên của tiên nữ này lưu ly tiên tử vạn phúc kim an lưu ly tiên tử tiên lộc vĩnh hưởng toàn bộ người dân trong thành đều đang chúc tụng và cầu nguyện cho tiên nữ tuyệt đẹp lạnh lùng đó long nữ bị sự cuồng nhiệt của đám người này làm cho sợ hãi chẳng nhẽ tiên tử của ngươi là kẻ đứng sau tất cả lý một dương nheo mắt nhìn lễ hội trong thành lắc đầu không thể nào thanh tuyết không thể là tà vật cảnh tượng trước mắt rõ ràng là giống với việc các tà nữ của phật mẫu tự giả danh lưu ly tiên tử để hành sự trong nội địa chỉ là mượn danh nghĩa của sở thanh tuyết để hành sự nhưng lý mộc dương không rõ tại sao phật mẫu tự lại mượn danh lưu ly tiên tử để làm việc hắn đã theo dõi trong đám đông rất lâu cho đến khi lễ hội diễu hành kết thúc bức tượng sống động được đưa vào lưu ly miếu trong thành trở lại trên bệ thờ lý mộc dương đã chứng kiến toàn bộ lễ hội có phần thất vọng hắn đã theo dõi toàn bộ còn muốn tìm vài tài nữ ra để xem có thể tra hỏi được chút thông tin nào không nhưng trong thành toàn là người phàm ngay cả trong lưu ly miếu thờ bức tượng lưu ly tiên tử cũng toàn là người phàm, không có tà nữ nào. Khí tức đặc biệt của tà nữ Phật mẫu tự rất dễ nhận biết. Nếu Lý Mộc Dương gặp phải, không thể không nhận ra. Lãng phí hơn một giờ đồng hồ, Lý Mộc Dương chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía núi đá cao lớn phía trước. Núi hắc thạch đen kịt như một tà thần quỷ dị đứng yên lặng trong bóng tối bên cạnh thị trấn. Trên ngọn núi không có đất, không có cỏ dại, có thể nhìn thấy rõ trên đỉnh núi có một khu kiến trúc giống như chùa chiền. Lý Mộc Dương thở dài, nói, biết vậy đã lên núi ngay từ đầu. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi thị trấn đang tưng bừng lễ hội, tiến về phía núi Hắc Thạch. Nhưng vừa mới vào núi Hắc Thạch không lâu, Lý Mộc Dương đã gặp hai tà nữ mà trong thành tìm mãi không thấy. Hai nữ nhân mặc áo đen, đeo kiếm đen, đang yên lặng chờ đợi trên đường núi. Có phải là Long Thần Nương Nương của sông Ngọc Thủy không? Phật mẫu đang chờ người trên núi. Hai tà nữ kính cẩn chào lý một dương. Họ không điên cuồng giống những tà nữ mà hắn đã gặp trước đó, cũng không xảy ra chuyện thấy lý một dương liền hô to, thăng tiên giả. Hai tà nữ cúi chào một cách cung kính, gần như không khác gì người thường. Nếu không phải khí tức âm hàng toát ra từ họ quá rõ ràng, khó có thể liên tưởng họ với tà nữ. Lý một dương im lặng một lát rồi gật đầu, dẫn đường đi đã tìm đến tận cửa nhà người ta lý mộc dương cũng không định ẩn dấu thân hình nữa nếu như hắn đã đến tận chân núi mà phật mẫu tự vẫn chưa phát hiện ra thì bọn tà nữ này không thể nào đứng vững ở vùng biên cương này lý mộc dương theo sau hai tà nữ leo lên núi đường đi trên núi hắc thạch được mở ra từng bậc thang nhiều chỗ gần như thẳng đứng đường đá hiểm trở như vậy chỉ có người tu hành mới dám leo lý mộc dương bước theo hai tà nữ trên con đường đá gần như thẳng đứng nhưng hắn vẫn di chuyển dễ dàng như đi trên đất bằng chẳng mấy chốc hắn phát hiện thêm nhiều tà nữ khác trên ngọn núi đá gần như không có đất từng bóng dáng nữ nhân rải rác khắp nơi họ mặc trang phục khác nhau nhưng trên lưng đều mang một thanh kiếm màu đen lý mục dương leo theo hai tà nữ tất cả tà nữ gặp trên đường đều tò mò nhìn hắn nhưng những tà nữ này giống như người bình thường cử chỉ không hề điên cuồng Lý Mộc Dương âm thầm quan sát thần thái và trang phục của những tà nữ này, trong lòng có chút thất vọng. Từ đầu đến giờ, hắn đã gặp vài chục tà nữ, nhưng không một ai đeo túi hương. Những tà nữ trên núi này không mang theo bạch cốt thái tuế sao? Lý Mộc Dương theo bước hai tà nữ cuối cùng đến đỉnh núi Hắc Thạch. Đây là một bệ đá rộng lớn trên ngọn núi, ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh, dưới ánh trăng tỏa ra khí tức âm sát mạnh mẽ. Long nữ chỉ mới thấy ngôi chùa và cảm nhận khí tức bên trong là đã không chịu nổi. Dừng lại. Đừng vào mà. Không muốn đi vào tí nào, khí tức từ những tà nữ này khiến Lý Mộc Dương và Long nữ đều cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng. Giờ thấy khí tức âm sát trong chùa mạnh mẽ như vậy, Long nữ liền cuốn lên. Đi vào đó chẳng khác nào bước vào hố phân, nhưng Lý Mộc Dương làm ngơ trước tiếng kêu của Long nữ. Hắn cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, nhớ mày bước vào Phật mẫu tự. Trong ngôi chùa âm u tâm tối, chỉ có một đại điện sáng đèn. Lý Mộc Dương được dẫn đến nơi duy nhất có ánh đèn leo lét trong đại điện đó. Trong đại điện rộng lớn, trên thần đàn thờ một bức tượng khổng lồ cao 10 mét. Một tiên nữ cao ngạo tuyệt đẹp, mang kiếm tiên, chính là người được thờ dưới chân núi bởi người phàm, lưu ly tiên tử. Và trong đại điện rộng lớn, trước bức tượng khổng lồ đó, có một bóng hình ngồi lặng thinh bên cạnh người này có một ngọn đèn đơn độc ánh sáng và nhạc rọi lên nữ tử hiện ra gương mặt âm tình bất định nhưng khi nhìn thấy gương mặt nữ tử đó long nữ liền kinh ngạc sở thanh tuyết nàng kinh hãi kêu lên lý mộc dương người tình cũ của ngươi quả nhiên là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả nữ nhân ngồi trong đại điện này có gương mặt giống hệt sở thanh tuyết thần thái của lý mộc dương cũng khẽ sững lại ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng dưới ánh đèn đơn độc nữ nhân có gương mặt giống hệt lưu ly tiên tử sở thanh tuyết chấp tay trước ngực, mỉm cười nói, cuối cùng cũng gặp. Vô danh đại nhân ta đã chờ ngày này từ lâu rồi. Trong đại điện mờ ảo dưới ánh đèn đơn độc, gió đêm khẽ lay, khiến ánh sáng vàng nhạt cũng chập chờn không ngừng. Đồng thời, tâm trạng của Lý Mộc Dương cũng không ngừng sao động. Lý Mộc Dương kinh ngạc và ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trước mặt, với khuôn mặt, giọng nói, thậm chí cả khí tức giống hệt sở thanh tuyết điểm khác biệt duy nhất là người này đang khoác trên mình một bộ cà sa màu đen trong ngôi chùa tà nữ tràn ngập khí tức âm sát nữ nhân trông như chủ trì phương trượng này lại có khí tức công chính bình hòa thuộc về tiên đạo không hề có chút tà khí nào nữ nhân ngồi yên tĩnh ở đó hoàn toàn không hợp với khung cảnh của phật mẫu tự nhưng những lời người này nói ra lại khiến một dương kinh ngạc vô cùng lý mục dương chăm chú nhìn đối phương hỏi ngươi biết ta nữ nhân với khuôn mặt giống hệt sở thanh tuyết khi gặp mặt đã gọi hắn là vô danh làm sao đối phương biết được nữ nhân khoác cà sa đen chắp tay mỉm cười thở dài vô danh đại nhân à xin lỗi phải gọi là một dương mới đúng đối phương mỉm cười xin lỗi ta không làm ngươi sợ chứ người này gọi đúng tên thật của lý mục dương khiến hắn càng thêm cảnh giác nữ nhân này không chỉ biết hắn là vô danh còn biết cả tên thật của hắn Lý Mộc Dương nhìn nữ nhân kia với vẻ mặt vô cảm, hỏi, ngươi và sở tiên tử có quan hệ gì, ở lục địa thiên nguyên, người biết giảo nguyệt giao chính là Lý Mộc Dương và là vô danh chỉ có một người, đó chính là Lưu Ly tiên tử thực sự. Nhưng Lưu Ly tiên tử không thể tiết lộ chuyện này cho người khác. Vậy nữ nhân trước mặt có quan hệ gì với sở thanh tuyết, dưới ánh đèn mờ ảo, nữ nhân kia thở dài mỉm cười, ngươi có thể gọi ta là Phật Mẫu. Thanh tuyết là con gái của ta, là đứa con ta yêu thương nhất những gì các người đã trải qua ta từ xa đều nhìn thấy rõ thành lâu sơn giếng cổ oán thành tam hà thế giới tâm ma con gái bất tài của ta khiến một dương ngươi phải lo lắng rồi nữ nhân thở dài nhẹ nhàng ánh mắt lấp lánh sự nhân từ rõ ràng là dáng vẻ thiếu nữ khuôn mặt giống hệt lưu ly tiên tử sở thanh tuyết nhưng nữ nhân khoác cà sa đen này lại khiến người ta cảm thấy sự nhân từ và dịu dàng của một người mẹ Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bà, Lý Mộc Dương đột nhiên rất muốn trút bầu tâm sự những nỗi khổ niềm đau của mình cho đối phương. Nhưng ngay lập tức, Lý Mộc Dương giật mình tỉnh lại, cố gắng thoát khỏi trạng thái kỳ lạ đó. Hắn cau mày nhìn Phật mẫu trước mặt, cảnh giác hỏi, ngươi là mẹ của sở tiên tử. Thanh Tuyết là con gái ruột của ngươi, chuyện này, Lý Mộc Dương cảm thấy như đi ra mắt nhạc mẫu, mẹ vợ. Nhưng sở Thanh Tuyết là đệ tử của Thanh Diệp Chân Nhân, Sao có thể là con gái của nữ nhân tự xưng là Phật mẫu này, Phật mẫu tự là nơi tà đạo ẩn náu. Và cái người tự xưng là Phật mẫu, trước mắt từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tà đạo. Sở Thanh Tuyết là con gái của bà ta, chuyện này thật vô lý, Lý Mộc Dương hoàn toàn không tin. Phật mẫu khoác cà sa đen bất đắc dĩ cười, ngươi không tin cũng phải, Thanh Tuyết bị bắt đi nhiều năm, đã sớm quên mất huyết thống của mình. Nhưng ta có một bằng chứng Ngươi nhìn sẽ rõ." Phật mẫu nói xong, khẽ ho hai tiếng. Ngay sau đó, từ trong bóng tối của đại điện đột nhiên xuất hiện hai bóng trắng nhợt nhạt. Bọn họ có vẻ là nữ nhân, với dáng người mảnh mai nhưng đầy đặn, toàn thân trắng bệch, không có y phục, cũng không có ngũ quan, từ từ bước ra từ bóng tối trên sàn nhà. Hai bóng người trắng bệch đó cầm một vỏ kiếm. Vỏ kiếm cổ kính, tỏa ra khí tức quen thuộc với Lý Mộc Dương. Nhìn thấy vỏ kiếm này, Lý Mộc Dương gần như ngay lập tức nhớ đến lưu ly tiên kiếm mà Sở Thanh Tuyết luôn mang theo bên mình, vỏ kiếm này rõ ràng cùng nguồn gốc với lưu ly tiên kiếm, Phật mẫu thở dài cười nói, đây chính là vỏ của lưu ly tiên kiếm, khi Thanh Tuyết bị bắt đi, lão thân không đủ sức mạnh, chỉ có thể giữ lại vỏ kiếm này. Thanh Tuyết và lưỡi kiếm của lưu ly tiên kiếm đã bị cường giả đó đoạt đi. Vỏ kiếm và lưỡi kiếm là một thể, Thanh Tuyết chỉ có kiếm nên không thể phát huy hết uy lực thực sự của tiên kiếm hy vọng rằng một ngày nào đó thanh tuyết có thể trở về bên lão thân và thanh tiên kiếm mất võ nhiều năm cũng có thể trở lại với võ của nó để uy lực của lưu ly tiên kiếm tái hiện trên đời phật mẫu nhẹ nhàng cảm thán kể lại câu chuyện năm xưa lý mục dương lại chăm chú nhìn võ kiếm đó im lặng võ kiếm mà phật mẫu lấy ra chưa chắc có thể chứng minh câu chuyện bà ta kể là thật nhưng chắc chắn chứng minh được sức mạnh của bà ta võ của lưu ly tiên kiếm nếu như bị tà ma chiếm giữ thì thanh diệp chân nhân vô địch thiên hạ đã sớm lấy lại rồi. Vậy mà Phật mẫu trước mắt lại có thể giữ võ kiếm trong nhiều năm, Lý Mộc Dương bắt đầu suy nghĩ về uy lực của Thiên Lôi, liệu có thể đánh bại Phật mẫu trước mắt hay không. Có lẽ Phật mẫu này là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp, thấy đối phương có thái độ hòa nhã, đối với hắn khá thân thiện, bất kể đó là thật hay giả, Lý Mộc Dương quyết định không hành động liều lĩnh. Hắn nhìn Phật mẫu trước mắt, hỏi Tiền bối đã là mẫu thân của Thanh Tuyết, liệu có muốn ta đi về phía nam, báo tin này cho Thanh Tuyết không? Phật mẫu mỉm cười, lắc đầu, chuyện này không quan trọng, sau này khi gặp lại Thanh Tuyết, Mộc Dương ngươi nói cũng được, không nói cũng được, dù sao Thanh Tuyết cũng sẽ biết chuyện này. Và đối với Mộc Dương, ngươi đi về phía bắc lần này hẳn là có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành đúng không? Phật mẫu bất ngờ nhắc đến chuyện này. Lý Mộc Dương trong lòng khẽ động, tiếp tục chủ đề này tiền bối có sẵn lòng giúp ta giải quyết nguy cơ đại địa ăn thịt người này không việc lên phía bắc ngoài việc tiêu diệt tà ma thăng cấp điều quan trọng nhất là tìm cách ngăn chặn đại địa ăn thịt người nữ nhân khoác cà sa đen mỉm cười gật đầu vẻ mặt hiền lành và thân thiện đương nhiên rồi ngươi là người trong lòng của thanh tuyết về tình về lý lão thân đều phải ra tay giúp đỡ phật mẫu nói rồi khẽ ho hai tiếng hai bóng trắng đứng bên cạnh cầm vỏ kiếm dường như nhận được lệnh, họ cầm vỏ kiếm lặng lẽ hạ xuống, bóng hình dần dần chìm vào bóng tối. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai bóng trắng lại từ từ xuất hiện. Họ cẩn thận cầm một cái hộp dài, kính cẩn bước đến trước Lý Mộc Dương, đưa hộp cho hắn. Lý Mộc Dương nhìn cái hộp này, khẽ nhướng mày. Cho ta sao, thấy Phật mẫu mỉm cười gật đầu, hắn liền nhận lấy hộp gỗ, mở nắp ra. Một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp Phật Điện. Trong chiếc hộp gỗ dài, có một con bạch cốt thái tuế đang bò. Con bạch cốt thái tuế này dài khoảng nửa mét, trông như một con sâu đang nhẹ nhàng bò trong hộp. Đây chắc chắn là con bạch cốt thái tuế lớn nhất mà Lý Mục Dương từng thấy. Mục đích chính của hắn khi đến Phật Mẫu tự lần này là để tiêu diệt tà nữ và cướp lấy bạch cốt thái tuế của chùa này. Không ngờ Phật Mẫu quỷ dị này lại chủ động đưa nó cho hắn nhìn con bạch cốt thái tuế trong tay rồi lại nhìn phật mẫu đang mỉm cười phía trước lý mục dương khẽ nhíu mày tiền bối tặng ta vật này liệu nó có thể giải trừ tai họa đại địa ăn thịt người không phật mẫu có ý gì đưa ra món quà quý giá như vậy ngay lần đầu gặp mặt quà tặng quá hậu hĩnh khiến lý mục dương cảnh giác hắn tin rằng trên đời không có bữa cơm miễn phí việc phật mẫu tặng đồ xa hoa như vậy chắc chắn có mục đích thấy phật mẫu mặc cà sa đen mỉm cười lắc đầu nói Bạch cốt thái tuế không thể giải trừ tai họa đại địa ăn thịt người, nhưng có thể làm mồi nhữ tuyệt vời. Dưới lòng đất vùng này, có những sinh linh kỳ lạ. Mà bạch cốt thái tuế chính là mồi nhữ tuyệt vời. Người mang bạch cốt thái tuế đi về phía tây 200 dặm, sẽ thấy một ngọn núi đầy cây phong, trong núi có một hố trời dẫn xuống lòng đất. Đi vào hố đó, xuống đến độ sâu một vạn mét, sẽ thấy một biển mây xám. Trong biển mây đó có nhiều sinh linh kỳ lạ lang thang. Trên thân chúng bị một loài trùng bọ kỳ quái ký sinh, gọi là thực tâm trùng. Phật mẫu mỉm cười nói, lão thân cần ngươi bắt một số thực tâm trùng về. Thực tâm trùng sống thành bầy, phun ra dị hỏa màu xanh lam, thiêu đốt linh hồn. Nhưng lửa của thực tâm trùng lại bị long lân khắc chế. Cứ mỗi 50 con thực tâm trùng, ngươi có thể đổi một viên thất tủy đang từ lão thân. Thất tủy đang do lão thân luyện chế, có thể biến đổi khí tức của bản thân tránh bị đại địa nuốt chửng một viên thất tủy đang có thể bảo vệ ngươi trong một tháng thịt của bạch cốt thái tuế này là mồi nhữ lão thân tặng ngươi ngươi cắt một miếng thịt thái tuế đặt vào biển mây, mùi thơm của thịt sẽ dẫn dắt những sinh vật kỳ lạ dưới lòng đất xuất hiện phật mẫu vừa dứt lời trong tầm nhìn của lý mục dương hiện ra thông báo của hệ thống nhiệm vụ vị thác của phật mẫu tự đã kích hoạt ngươi có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Đồng ý, không đồng ý, nội dung nhiệm vụ, chấp nhận ủy thác của Phật mẫu tự, đi vào thế giới dưới lòng đất bắt thực tâm trùng, đổi lấy thất tủy đan, chú ý, thất tủy đan có thể tạm thời kéo dài thời gian, tạm thời trốn khỏi tai họa bị đại địa nuốt chửng trong điện Phật, Lý Mộc Dương khẽ nhướng mày. Thất tủy đan, cái thứ này thật sự có tác dụng chứ không phải là Phật mẫu chém gió để lừa dối hắn ư, sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mộc Dương gật đầu, được. Ta sẽ đi vào thế giới dưới lòng đất một chuyến. Chỉ còn vài ngày nữa là giảo nguyệt giao sẽ bị đại địa nuốt chửng. Phật mẫu trước mắt thật tà dị khó hiểu nhưng điều kiện bà ta đưa ra ít nhất đã được hệ thống chấp nhận. Dù biện pháp này chỉ giải quyết tạm thời, nhưng nếu có thể lấy được một hai viên thất tủy đan, thì thời gian của Lý Mộc Dương sẽ không còn quá gấp gáp. Không gấp gáp, hắn có thể từ từ tìm kiếm biện pháp giải quyết tận gốc chấp nhận nhiệm vụ một cách dứt khoát, Lý Mộc Dương thấy hai bóng trắng cẩn thận đưa tới một cái hồ lô. Phật mẫu mặt cà sa đen mỉm cười nói, thực tâm trùng bắt được, hãy cho vào hồ lô này. Hóa thân của ngươi hiện tại đã mọc ra long lân, là thiên địch của thực tâm trùng. Ngươi là thợ săn thực tâm trùng tốt nhất, hầu như không gặp nguy hiểm. Dù nơi ở đầy tà khí, nhưng từ ngoại hình, Phật mẫu thực sự dịu dàng hiền lành, khiến người ta yêu thích ngay cả lời nói cũng luôn quan tâm đến Lý Mộc Dương. Bên tai Lý Mộc Dương vang lên tiếng cảm thán của Giảo Nguyệt Giao. Ta đọc mấy bộ truyện cổ tích có tình tiết, nhạc mẫu quan sát con rể, càng xem càng thích, Lý Mộc Dương, lão quái vật này hẳn là rất thích ngươi đó, Lý Mộc Dương chỉ cười một cái mà không đáp lại lời của Long Nữ. Hắn cầm lấy hồ lô và miếng thịt thái tuế, nhìn về phía Phật mẫu. Trước khi rời đi, Lý Mộc Dương hỏi, xin hỏi tiền bối, ngoài việc ăn đan dược, còn cách nào khác để tránh bị đại địa nuốt chửng không? Chùa Phật mẫu đầy tà khí, nhưng một viên đan dược chỉ kéo dài được một tháng. Nếu mọi người đều dùng cách này để tránh nguy hiểm, chắc lò luyện đan trong chùa Phật mẫu phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, thậm chí không đủ cung cấp. Quả nhiên, Phật mẫu mỉm cười nói, thất tủy đan chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng cách của lão thân dùng, ngươi không thể dùng được và cũng không tiện nói ra. Phật mẫu nói xong, lại mỉm cười bổ sung nếu ngươi bắt được trên một ngàn con thực tâm trùng lão thân sẽ chỉ cho ngươi hướng đi nói cho ngươi biết nơi nào có thể tìm ra cách giải quyết tận gốc tốt lắm không có lợi thì không làm bất kể phật mẫu quỷ dị này giả vờ hiền lành như thế nào câu cuối cùng của bà ta đã tiết lộ mục đích thật sự của mình làm thân với lý mộc dương là giả lợi dụng hắn để bắt thực tâm trùng mới là thật loài sâu trùng có thể đốt cháy linh hồn đó chắc chắn không dễ bắt như Phật mẫu nói. Lý Mục Dương lạnh lùng cười thầm, nhưng trên mặt lại giữ nét bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Hắn lại hỏi, xin hỏi tiền bối, có phải ở vùng ngoài biên cương này có núi Thủ Dương, nơi đó có một vị sống hơn 1.700 năm, tên là Sơn Dương Bá, có khả năng hô mưa gọi gió, biến hóa khôn lường, có quyền năng khó lường, tiền bối sống ở ngoài biên giới, có biết gì về thân thế của Sơn Dương Bá không? Phật mẫu ngồi trong đại điện có chút kinh ngạc. Ô! Sơn Dương bá! Ngươi đã nghe về người này, Phật mẫu mặc áo cà sa đen suy nghĩ một chút, như đang tìm lời để nói. Nghĩ một lát, bà ta nói, Sơn Dương bá thực sự đã sống hơn 1.700 năm, là con người mạnh mẽ và bí ẩn nhất tại vùng ngoài biên giới. Nhưng ông ta còn hung ác hơn cả kẻ đã bắt cóc thanh tuyết năm xưa, nếu không cần thiết, tốt nhất ngươi nên tránh xa núi Thủ Dương, đừng tiếp cận người này. Phật mẫu mặc áo cà sa đen hành xử như một trưởng bối hiền lành khuyên nhủ núi Thủ Dương là một nơi cực kỳ nguy hiểm ngoài biên giới. Lý Mộc Dương ghi nhớ những lời này, sau đó gật đầu cảm ơn. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn, ta sẽ đi bắt thực tâm trùng. Nói xong, Lý Mộc Dương không chần chừ nữa, cầm hồ lô và miếng thịt thái tuế đi về phía tây. Sau khi ra khỏi ngôi chùa đầy tà khí, hắn hiện nguyên hình thành giao long. Một tia chớp chói sáng xé toạc bầu trời, Lý Mộc Dương biến thành giao long bay đi, nhanh chóng biến mất trong mây mù. Khác với sự thận trọng lúc đến, lần này Lý Mộc Dương rời đi một cách phô trương, rầm rộ. Sau khi Lý Mộc Dương rời đi, Phật mẫu tự trở nên yên tĩnh. Trong Phật mẫu tự tối om, chỉ có điện Phật sáng đèn, nơi Phật mẫu ngồi xếp bằng trước tượng thờ khổng lồ, khẽ ho một tiếng. Dưới lớp áo cà sa đen, đột nhiên vang lên những tiếng thảo luận lý nhí. Mẫu thân, tại sao không ăn người tu tiên này, đúng rồi mẫu thân hắn là người tu tiên ăn hắn là có thể thành tiên mẫu thân hắn thật sự có thể bắt được thực tâm trùng sao tiếng nói của các nữ hài tử dưới lớp áo cà sa đen vang lên ồn ào như thể có rất nhiều đứa bé đang chen chúc dưới lớp áo mỏng ấy tiếng ồn ào vang lên không ngớt trong đại điện phật mẫu tự phật mẫu người có diện mạo giống hệt sở thanh tuyết ngồi yên trước tượng thần chắp tay trước ngực và lắc đầu lạnh lùng thăng tiên giả này không dễ ăn đâu bà ta nhìn về hướng lý một dương rời đi không biểu lộ cảm xúc khi hai tỷ muội của các ngươi chết dưới tay hắn họ đã nhìn thấy một loại sấm sét cực kỳ đáng sợ nói đến đây gương mặt lạnh lùng của phật mẫu lại nở nụ cười hiền hòa rõ ràng là gương mặt thiếu nữ nhưng người ngoài nhìn vào lại liên tưởng đến một bà lão hiền hậu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha